Thưa quý vị, miễn phí nhà trọ, thưởng lương tháng 13, tặng quà Tết Nguyên đán cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đó là cách mà một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa chăm lo đời sống công nhân, vừa giữ chân người lao động sau Tết. Đây là hơn 30 phòng trọ với diện tích 40m² một phòng, được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nhựa Cẩm Thành, huyện Cần Đước xây dựng để tạo chỗ ở miễn phí cho công nhân ở xa. Ngoài việc miễn phí hoàn toàn tiền trọ, công ty còn bao luôn tiền nước cho công nhân. Công ty chỉ tính tiền điện để tạo thói quen tắt thiết bị điện sau khi sử dụng của công nhân, đề phòng xảy ra cháy nổ. Gắn bó với công ty nay 8 năm rồi. Thì em nghĩ là em có thể gắn bó với công ty dài hạn. Tại vì ở đây công ty cung cấp đầy đủ. Cái thứ nhất là phòng trọ sạch sẽ, không có tốn tiền nhà trọ nữa. Cái thứ hai là nếu mà hàng không có hàng, công ty vẫn cung cấp cho mình những số việc để làm, mà mình không có thất nghiệp. Với phương châm, xem công nhân lao động là tài sản quý nhất, là chìa khóa giúp công ty phát triển nhanh bền vững. Do đó, dịp Tết này, công ty trách nhiệm hữu hạn Dài Viễn Thịnh tại huyện Cần Giuộc đã dành 25 tỷ đồng thưởng Tết, động viên tinh thần khoảng 1.500 công nhân người lao động tại đây. Trung bình mỗi người nhận được 15 triệu đồng, cá biệt có trường hợp 100 triệu đồng một người. Cũng đưa ra nhiều cái chính sách, trong đó cái chính sách hàng đầu là về hỗ trợ cho các anh chị em, các cái tiền thưởng, tiền trách nhiệm cũng như là lương thưởng tháng 13 đầy đủ. Có một số các anh chị em mà vừa rồi làm ba tại chỗ, cũng gặp nhiều khó khăn thì chúng tôi cũng hỗ trợ thêm một số các cái khoản thưởng riêng để cho các anh chị em được cái tinh thần động viên. Ngoài chủ động thông báo mức thưởng Tết thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Dài Viễn Thịnh có rất nhiều hoạt động chăm lo đời sống và khẩu phần ăn hàng ngày cho công nhân người lao động. Riêng thời điểm này, công ty còn mua các loại thuốc để khi công nhân bị nhiễm COVID-19 sẽ được cấp thuốc miễn phí và cho nghỉ việc một tuần có hưởng lương. Thì công ty có hỗ trợ cho tất cả mọi người phần quà cũng như là tiền mặt. Tại vì giai đoạn dịch này kia thì mọi người cũng không có kiếm được bao nhiêu á. Cho nên là sau công ty hỗ trợ như vậy thì ai cũng phấn khởi và vui. Nói chung là mọi người cố gắng làm việc công ty lâu hơn nữa. Vấn đề giữ chân lao động luôn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp trong thời gian qua. Song, nếu doanh nghiệp có sự nhất quán và xem người lao động là tài sản quý báu của mình, thì các doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực dồi dào, công nhân có tay nghề giỏi, nhất là không lo về thiếu lao động sau Tết Nguyên đán.